Chào các bạn, bữa nay chiều mát mát thì mình làm hướng dẫn cái clip tách củ baby khi mà mình chẻ củ. Thì đây là 6 miếng chẻ của cái củ mà nhỏ. Cái củ này thì nói chung là khi mình chẻ của mẹ, củ này hơi nhỏ, thành ra là mình chẻ làm 6 thôi. Nhưng làm 6 mình bỏ cái ruột, bỏ cái đỉnh sinh trưởng đi thì mình được 6 miếng chẻ. Thì 6 miếng này thì nó lên được cũng 10, cũng khoảng kha khá ba bi. Tại vì một miếng chẻ vậy thì mình lên được có thể là 5 6 ba bi. 2 4 6, một miếng chẻ thì được 6 ba bi nè, miếng này 6 bi, 6. Miếng này thì lên được 2. Miếng này thì mập hơn. 2 6 thì 7 8 nè. Miếng thứ 3. Miếng 3 thì 5 ba bi, 8 9 10 11 12 13. Miếng này thì được 2 ba bi, 14 15. 16, 17, 18, 19, 20. Mình tổng cộng được 22. 22 baby. Tức là củ chẻ này đó mình chẻ được làm 6. Tại cái củ này là cái củ khoảng 5 sen thôi, nó rất là nhỏ đó. Thì bây giờ mình sẽ khi mình chẻ củ á, thì mình khi mà nó ra được cái lá thứ nhất á, ra nhất cái thứ hai á, bắt đầu là mình đem cái miếng chẻ đó mình dời sang chậu mới. Mình đã làm cái clip hướng dẫn là mình đem sang qua cái chậu mới, mình trong vòng mấy ngày thì nó phát lên nè, thì bắt đầu nó có cái phân mới tiếp tục thì nó nuôi nuôi tới cái lúc cái củ chẻ này của mình thì được 4 hoặc 5 lá, thì lúc đó là cái củ của mình nó đang mạnh. Thì bây giờ khi mà nó mạnh vậy đó thì bắt đầu là mình tiến hành mình sang chậu cho nó. Thì khi mà nhổ lên đó thì những cái rễ củ nè, cái rễ này là nó ra, khi nó ra miếng của miếng chẻ nè thì bắt buộc nó nuôi nuôi cái miếng chẻ này, nuôi miếng chẻ này lên nhiều baby. Thì nhiều baby thì sau khi baby nó phát triển thì cái miếng chẻ này của mình nó cái baby nó nhảy rễ nè. Thì khi mình nhổ lên, bây giờ mình thay phân á thì mình loại bỏ những cái nấm bệnh này kia đâu, cái vỏ của cái miếng chẻ đó. Đó thì mình bẻ nó đi. Đó thì mình chăm lại thì này nó ra rễ của miếng baby đây. Còn cái củ này là mình bỏ nè. Tại vì nó đã hết hoàn thành nhiệm vụ của nó, là cái bộ rễ này nó nuôi cái miếng chẻ đó rồi. Thì như cái miếng chẻ này. Đây. Miếng chẻ này nó rất là nhiều, các bạn thấy không? Đó, thì miếng chẻ thì có những cái tép nó này nó nấm bệnh thôi, mình bỏ loại bỏ đi. Đó, loại bỏ thì sau khi loại bỏ xong thì mình tách cái baby ra. Đó, mình loại bỏ ha, thì cái này là cái miếng chẻ của mình nè. Đó, thì bây giờ mình tách baby ra. Mình bẻ nó. Thì baby nó có rễ nè, rễ này là rễ của baby nè. Đó, thì rễ này tầm xuống nó nuôi cái củ này. Đó, thì mình tách nó ra. Không? Bạn thấy cái nào cũng có rễ, yêu cầu nó còn cái mới này có rễ là nó sinh trưởng, mình trồng mình chăm lại thì nó bắt đầu nó, đây là một cái baby độc lập đó, mình chẻ mình tách ra sinh trưởng riêng đó. Thì các bạn thấy là cái khi cái baby này nó ra rễ này mình trồng mình chăm, còn cái này là cái miếng chẻ, cái đế nè đó, thì mình bỏ đi, nó không lên baby nữa đâu. Có một số củ một giống á, số loại thì nó sẽ lên baby lại, mà nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì mình bỏ nó đi. Đó, bỏ đi, nó sẽ không lên baby hết đâu, nó nằm còn cái lỗi này không mà. Thì mình tách cái vàng cũ ra, loại bỏ những cái nấm bệnh, bạn thấy không, sạch sẽ đó, loại bỏ đi những cái này là nó bắt đầu nó nhũng rồi, thì mình loại bỏ nó đi. Đây, nó giống như baby tách từ của mẹ vậy đó. Baby thì có baby lớn, mình tách ra vậy là cho nó độc lập, tòng riêng ra. Tại bây giờ là khi baby á, thì có baby nhỏ, baby lớn. Tại vì khi nó chăm một đàn, giống như một đàn đàn con vậy đó, thì sẽ có con mạnh, con nhỏ. Con lớn, con nhỏ thì mình chăm qua cái bự thì mình tòng theo bự. Bạn tách ra. Củ này thì nói chung là các bạn tách, nó cũng ra rễ rồi nè. Tách chăm nó. Này quá bé. Từ một củ mà bây giờ mình đã được 22 baby rồi thì nói chung là chẻ thì nó quá ok rồi. Còn những củ mà mình chẻ được cái miếng mà 12 miếng hoặc 16 miếng
hoặc lớn hơn nữa thì cái lượng baby nó nhiều hơn nữa. Này là đã xong rồi, thành nhiệm vụ các bạn thấy không, rễ nó nuôi nuôi đàn con xong rồi nè, là mình bỏ đi. Các bạn phải tách ra, chăm mình chăm lại, chứ để chung như vậy thì củ bự củ nhỏ nó sẽ chèn dinh dưỡng với nhau, nó sẽ không phát triển đâu. Còn bây giờ là mình cho nó độc lập ra cái củ riêng ngoài luôn, đi chen như mình tách mẹ vậy đó. Nè, có bạn hay có rễ đó không, cứ rễ rễ nè. Thì bây giờ đó mình sẽ tiến hành mình tổng phân loại ra, tức là cái củ này là bự nè, phân loại ra nó tầm với nhau đặng mình vô chậu. Còn những củ này thì nó xem với nhau nè, các bạn thấy không, ồ mạ mướt đẹp không. Đây là cái giai đoạn mà cực kỳ thích. Mình phân thì nói chung là mình trộn nó, còn phân hữu cơ nè, vỏ trấu nè, và phân rơm. Các bạn có thể thay thế phân rơm đó là phân hữu cơ vi sinh, hoặc phân chuồng quay là phân trùng quế. Rồi các bạn có thể trộn thêm là trấu hung. Ở đây là mình sử dụng nó là tro trấu. Tro trấu. Một ít tro trấu nè, và một ít vỏ trấu tươi. Phân dê. Thì phân dê lâu tan hơn, lượng hữu cơ nó cao. Phân dê, rồi phân rơm. Mình trộn chung với nhau, trộn chung với nhau để mình có cái giá thể. Ở đây thì mình trồng theo tính chất là cạnh tranh dinh dưỡng. Các bạn chăm thì nhiều chỗ nơi thì nói chung là trồng từng cái baby riêng. Còn mình thì mình thấy trồng nhiều củ, giai đoạn này là giai đoạn mình chăm baby. Tại vì khi mình chăm baby từng từng củ như thế này á thì cũng được đi. Mà nhưng khi mà cái củ mình chăm á, nó có một cá thể thôi, một cái củ thôi thì nó sẽ chậm lớn. Còn khi mà mình trồng chung vô á thì nó sẽ dành ăn với nhau. Thành ra ở đây á là mình trồng 3 baby vô. 3 baby vô một cái chậu, chậu số 8. Khi sau này nó lớn lên, nó dành ăn với nhau là nó độ khoảng là 4-5 sen đi. Thì lúc đó mình tách nó ra, mình trồng cái chậu bự bự hơn. Mình thay phân lần sau đó, lần này chu kỳ nó khoảng 4 tháng là mình thay phân. Thì bây giờ là mình trồng đó. Rồi, đây là một chậu 3 baby. Tới chậu thứ hai. Chậu thứ hai thì mình cũng tiến hành tổng như vậy. Thì một củ này được 22 baby thì mình được 7 chậu. Mỗi nơi thì trồng mỗi khác, mà nhưng mình thì mình theo tính chất cạnh tranh dinh dưỡng, một là mình trồng liếp. Trồng liếp mình kê cao lên nửa thước, mình làm liếp cao lên so với mặt đất. Sau mình trồng thằng liếp thì cứ một tấc vậy là một cây, mình ươm cây con. Sau này nó cạnh tranh dinh dưỡng nó phát triển đi thì nó lớn thì mình tách ra. Còn mình trồng riêng thì các bạn thấy nó cứ một mình nó thì đầy đủ quá, chậm phát triển. Đây là củ thứ hai. Thì cái chậu C8 á, có thể là nó hơi bị cao. Các bạn có thể cắt xuống một khúc vậy nè. Cắt xuống một khúc vậy nè, chỗ cái lằn này nè. Để cho cái lượng phân của mình á, nếu mình trồng một cây á, thì mình sẽ thấp xuống lượng phân xuống đặng cho nó ít giữ nước lại. Nói chung là cho nó cái tất cả các chậu C8, C9 thì mình đều cắt thấp xuống, thậm chí C10 luôn vậy nè. Mình trồng nhiều cây vô nhưng mình làm thấp xuống. Tại vì cái lượng càng cao, cái lượng nước nó giữ nước càng nhiều. Ở đây thì
mình trồng ba cây vô một chậu. Mình có giá thể là phân gươm nè, phân gươm này thì mình đã ủ và mình có ẩm rồi đó. Phân dê thì các bạn có về có thể là ủ với vôi, thì cái clip Tâm có hướng dẫn đó, đó thì xong tro trấu mình thế trấu hung, tại vì tro trấu mình trộn một phần với trấu tươi thì nó cũng giống như trấu hung thôi. Đây là trấu tươi thì dễ nấm bệnh, mà nhưng là mình xịt định kỳ và mình tưới Mancoz thì nó giảm cái lượng nấm bệnh xuống, nó không còn được. Tại cái Mancoz đó thì trong khoảng mười mấy ngày là nó hết Mancoz rồi, thì mình cứ mười mấy ngày, khoảng 10 ngày mình xịt một lần, mình tưới Mancoz, mình pha loãng với nước đó, mình cho vô cái bồn tưới, mình tưới luôn. Một là mình xịt cho lá nó giảm nấm bệnh nè, mình trị nấm bệnh nè. Hai là mình tưới lên chậu để cho nói chung là cho ba cái nấm bệnh của vỏ trấu rồi kia đâu, mình cho nó không có nấm bệnh thì nó cái rễ mình sinh trưởng tốt, rễ cũ mình sinh trưởng tốt. Mình trồng riêng vậy thì nó sẽ lẻ lớn hơn, nó sạch bệnh rồi mình loại bỏ những cái vỏ khô của thằng miếng trẻ đó. Có thể cái này, cái chậu này có thể bạn trồng 4 cây vẫn được, mà nhưng là mình trồng 3 thôi. Tại vì giai đoạn này từ 0.8 cho tới 1 sen này, tới 0.5, 0.8 tới 1 sen cho tới 4 sen, thì cái lượng dinh dưỡng này trong vòng 4 tháng tới thì nó đủ rồi. Khi đó thì mình sang chậu. Có thể là các bạn tới chừng mà 4 tháng sau bạn thay phân nữa thì các bạn dời nó lên thôi, và tìm cái chậu bự hơn như C9, C10 thì các bạn đưa nó vô. Tuy nhiên là nó đặt cái rễ trong cái chậu này rồi, thì cái lượng mà cũ mình có đó, cái lượng cây mình đã đủ rồi, thì mình sang chậu bự cho nó dinh dưỡng nó nhiều hơn, cho cũ nó bự trên cái chậu này luôn. Tức là các bạn cứ trồng chung để cho nó cạnh tranh dinh dưỡng với nhau, nó sẽ lẻ lớn hơn và đồng thời nó tiết kiệm cái diện tích. Sau này thì cũ mình lớn lên rồi thì mình có thể là mình sang cái chậu lớn hơn, còn nhỏ thì mình cứ trồng chung vậy thôi. Ba baby. Đầy đủ dinh dưỡng rồi mình cứ xịt phân bón lá định kỳ thì làm cho cái củ của mình nó đầy đủ, nó vừa ăn ở dưới giá thể và nó vừa hấp thu qua cái dinh dưỡng qua phân bón lá. Phân bón lá thì bạn xịt trong vòng 15 phút sau nó đã thấm lên lá và nó có dinh dưỡng rồi. Rồi cơ bản thì nó là như vậy. Thì các bạn thấy đó, thì nói chung là mình tách baby và mình trồng chăm, thì mình chăm thì mình tưới trong vòng vài bữa nữa thì cây tỉnh lại thì nó ra rễ, bắt đầu ra lá non. Đây là những củ mình hồi còn nhỏ lắm, củ mình tách nó rất là nhỏ, bây giờ mình chăm nè, bạn thấy chăm mình rải phân hữu cơ vô đó. Thì khi cái chậu cỡ này nếu các bạn để hoặc tách cũng được, thì khi mà mình thay chậu thì mình lật nó ra, bạn thấy nó bắt đầu nó ăn rễ nè đó. Nhưng này cái này trong giai đoạn này nó vẫn còn dinh dưỡng để ăn nè đó, vẫn còn dinh dưỡng để ăn nè, rễ thì nó chưa đặt nè đó. Thành ra là mình cứ đợi chăm thôi, mình gãi hữu cơ vô. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.